Khó vậy anh? Hả? Khó vậy? Chép. Chép rồi. Ý, trôi. Trôi, hèn gì nó dữ. Trắng. Nó kéo chuối cái ha. Lại dữ vậy đó. Như trắng thường là nó nhít 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 gần gần như cái chê. Sáng nay mấy con trôi của em nó cứ kéo tay cần cho nó. Em phải thả ra cho nó kéo mà. Ngồi tay anh ơi. Hả? Mỗi tay rồi đó. Đưa em anh. Rồi.